Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về origami của thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay là hướng dẫn cho tất cả các bạn cắt gấp một cái áo sơ mi tay ngắn bằng tiền giấy nha các bạn. Thì các bạn chuẩn bị giúp Lợi một cái tờ tiền. Rồi, gấp cái cạnh này ngược ra phía sau, cỡ khoảng nhỏ hơn 1 phần 3 các bạn. Nhỏ hơn 1 phần 3. Đây. Sau đó gấp cái cạnh này trùng với cái cạnh này. Sau đó tiếp tục gấp cạnh này trùng với cạnh này. Tiếp tục cạnh này trùng với cạnh này. Được chưa? Và gấp cái cạnh này chéo chút xíu nè. Chéo chút xíu. Đó. Để làm cái tay áo đó các bạn. Tương tự bên đây cũng vậy. Ok chưa ạ? Sau đó các bạn quay ngược lại và gấp cái này ra phía sau một ít thôi để làm cái cổ. Sau đó các bạn bẻ cái này vào đây làm cái tam giác vừa phải thôi. Đó. Tương tự bên đây cũng vậy. Và các bạn gấp đôi lại, nhét cái này vào để gài cái cổ lại. Đó. Ok chưa ạ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.